À, bây giờ xin tất cả hãy thưởng thức một trích đoạn cải lương cũng rất là nổi tiếng. Đó là trích đoạn cải lương Tô Ánh Nguyệt, do hai nghệ sĩ được yêu thích, nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân và nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Dạ, hôm nay ngày chia buồn cùng với lại Hiệu. Con xin đứng trước đây, con xin cầu nguyện cho mẹ được sớm tiêu duyên nơi mình triệt lạc và về với cõi Phật. Và để tối hôm nay chia buồn thì không ý nói lời hơn là xin được mời tất cả quý vị cùng lắng nghe trích đoạn cải lương Tô Ánh Nguyệt qua tiếng hát của Kim Tử Long và Thanh Ngân. Xin trân trọng pháo tay lớn được không ạ? Dạ. Dạ. Cũng lâu rồi Thanh Ngân không có hát với anh Long. Từ cái trước cái mùa dịch Corona Covid-19 là cũng đã không hát với anh rồi. Rồi ngay cái mùa dịch rồi cái tới nay mình mới gặp nhau. Dạ, mà anh cũng thông báo với em là từ cái ngày dịch cho tới bây giờ anh chưa hát show nào hết. Anh hát còn số đám ma không à? Tại vì đám ma thì có tổ chức thì mình lợi mình chia buồn mình hát thôi, chứ còn chưa có ai kêu show. À không, quên, hôm qua có một show sinh nhật bé Tin Tin đó, vậy thôi đó. Anh thử đó, bữa nay mà thấy hát là ham lắm. Dạ, tôi thôi giờ hai anh em mình làm cái đi. Dạ. Có ai trong nhà không? Dạ. Nguyệt em. Dạ chào thầy, mời thầy ngồi. Đứng được rồi, mời thầy dùng nước. Đã từ lâu tôi gian em, đừng gọi tôi bằng tiếng thầy, nghe nó khó chịu. Vậy chứ thầy muốn tôi kêu thầy bằng gì? Bằng gì cũng được, quyền của em mà. Dùng tiếng thầy xưng hô thì thầy thấy khó chịu, còn nếu dùng tiếng nào nhẹ nhàng êm ái khác thì bụng dạ thầy đã biết, sao thầy không chịu nói ra? Nguyện anh đang cúi đầu chờ ân nguyện em đóng lòng mà ta thứ cho anh, để đây cho em khổ đau lòng đầm suốt một lương tâm thầy cắn rứt chân. Tôi muốn chuộc lại lỗi lầm. Thôi được, để chiều theo ý của thầy, tôi sẽ gọi thầy bằng mình hoặc ba thằng Tâm, hay chỉ bằng anh thôi. Mình ba thằng Tâm, nếu được gọi tiếng mình nghĩa là em rộng lòng tha. Nguyệt ơi, về kể từ đây chúng ta sâu yếm gọi tên nhau cho đến hơi thở sau cùng. Nửa đầu còn lại ngầm, tuy không được hòa giá thú nhưng cũng là nghĩa vợ chồng. Sao chưa có người ta nghi ngờ đặt thành dấu hỏi, nhưng làm sao họ hiểu được anh em. Chúng ta đã vượt qua khổ khổ gia đình là muốn nối lại mối tình xưa gia nhân. Bị ràng buộc vào quá khứ thì chỉ một mình tôi đau khổ, còn nếu chiều theo ý của anh thì sẽ có mang thêm một người phụ nữ khác làm vợ anh sẽ khổ đau. Thôi thì tất tốt nhất là anh hãy để cho tôi càng về rồi chiếc tình yêu đó tan đầu. Thank you.
thành tâm con chúng ta sẽ tới đây, nó sẽ tốt nghiệp ra trường, anh sẽ chọn ngày lành nào mà mẹ dám những chương trình vô lý. Em định tặng quà gì cho con nhỉ? Mặc áo gối thiêu còn dám dở. Chim Nguyên ương phải trong ánh chớp lần trời đấy đó. Nguyên ương dặn cuộc sống tuyệt vời. Vẫn tháng tháng ngày ngày đào to trên sông biển, giấc súng mỏng từ lâu cam trong trại tình gối chân nay vẫn chiều lạnh lùng. Nghĩa mẹ con xin đừng có lúng trùng phùng duyên căn lệ nào tới hồn nguyện. Hương xưa đã nhớ làm tôi môi hồn nửa. Chúng ta xoay vào bước chân con đang chập chừng lớp không yêu cảnh bã âu tù.
tôi khi nó những tình khốn khổ của người dân đang một cổ hai chồng cho con có được sáng mắt sáng lòng phân biệt thế nào đã lâu lắm rồi anh không gặp em tặng anh thôi luôn. Anh tặng em đó em tặng lại băng nhạc nãy giờ em tặng băng nhạc hết rồi anh ơi lâu lâu thỉnh thoảng cho anh cơ hội nha em cơ hội gì anh cơ rồi. Hội thôi không rồi, dám tặng làm lại băng gì. Nhạc đó anh về nha em dạ em cũng về luôn dạ anh. Xin cảm ơn mọi người dạ rồi, em về luôn anh Trọng Phúc tới rồi nè